Đang suy nghĩ xem là không biết nên là ngồi livestream ở đâu cho mọi người đây, hay là ngồi review cho mọi người. Bình thường là hay review cốc cây mà thôi, hôm nay review tại thùng luôn cho nó dễ. Tại vì cũng heo này nó to quá, nặng quá, làm biến mang ra gốc cây cũng có gì hết trơn á. Đó, heo Racing Boy, cái này là heo Racing Boy 4 bit nha. Hôm bữa là mình đã livestream cho mọi người coi là cái heo 2 bit rồi, giờ nó về 4 bit nha. Hèn gì bữa giờ khách hỏi quá trời. Thì hiện tại mình đang có màu đỏ, màu đen, màu bạc với màu vàng nha. Nói mọi người thích màu nào thì mọi người inbox cho mình để mình like cho kỹ nha. Để mở từng con ra cho mọi người. Thì trong một hộp nó có đầy đủ phụ kiện cho mọi người coi nè. Một cái này là cái gì? Ốc dầu hả? Ốc dầu cộng với long đờn dầu, hai con ốc bát bát heo. Đó, hai ốc bát bát heo với một cái túi chống ẩm chống ướt. Đó, con heo 4 bit thì mọi người cũng biết là rù Racing Boy bóp nó êm rồi. Nhưng mà theo mình nghĩ thì mấy cái màu này thì nó ít chuộng hơn là mấy cái màu đen với màu bạc. Nhưng mà cũng tùy thôi, nhiều người người ta lại thích màu màu đỏ, màu vàng. Thì thôi kệ, mỗi người một sở thích mà. Đó, nè, đợt này nó lại làm cái logo giống như kiểu y chang mẫu heo Bamboo 4 bit á, cái con ốc này nè mọi người. Đồ chính hãng thì nó có tem chống hàng giả đàng hoàng nha. Với thứ hai là bóp rất là êm. Cái bát này thì mọi người có thể xài chung với cái bát heo Bamboo mà 2 bit, à quên, heo Bamboo 4 bit Bamboo bình thường, Fando này nọ nha. Xài chung được hết luôn á. Rồi thích màu nào thì cứ inbox cho mình nha. Mình có đủ hàng hết trơn á. Trời ơi, mệt quá à. Đục mãi không ra, vui ra luôn cho nó rẻ nha. Giao hàng. Chờ chút nha. Dạ, dạ. Đợi xíu. Đợi xíu anh. Đây. Thôi bây giờ like nhanh cho mọi người coi một vòng vòng thôi, tại vì người ta bốc giáp, người ta lấy hàng luôn rồi nha. Nên là có gì mọi người cứ inbox mình sẽ cho mọi người